Xin chào, mình là Vô Lý và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Fake Game News, nơi tổng hợp lại những thông tin thú vị của làng game trong tuần vừa qua. Chắc hẳn sẽ có nhiều bạn vẫn đang đếm từng ngày cho đến sự kiện online Ubisoft Forward để được chứng kiến những góc nhìn mới nhất cho siêu phẩm Assassin's Creed Valhalla của công ty này. Tuy nhiên, không biết nên vui hay buồn khi những video rò rỉ gameplay của tựa game này đã xuất hiện trên vô số trang mạng ngay trước thềm ra mắt của sự kiện. Những đoạn clip có thời lượng 30 phút ngắn ngủi ấy đã tiết lộ cho chúng ta điều gì? Vị thủ lĩnh Evil sẽ có những khả năng ra sao? Hãy cùng chúng mình ngó qua thông tin về Assassin's Creed Valhalla ngay bây giờ. Game on! Ubisoft lại lần nữa đối mặt với một vụ rò rỉ từ đứa con tinh thần Assassin's Creed Valhalla. Nếu lần đầu tiên là sự sơ suất đến từ đội ngũ bán hàng tại trụ sở Amazon Italy khi làm lộ lịch ra mắt của game, thì sự việc lần này không chỉ đơn giản ở những con số, mà nó đã tiết lộ một tiêu chí làm nên thương hiệu của Assassin's Creed, và đó là gameplay. Video rò rỉ đầu tiên của Valhalla được tung ra vào ngày 7 tháng 7, cho ta thấy diện mạo chi tiết của Eivor phiên bản nữ, sau khi tựa game này mới chỉ công bố hai trailer giới thiệu về Eivor giới tính nam. Video này cũng tiết lộ nhiều trận đánh cận chiến, cùng màn ám sát diễn ra tại lâu đài Burg, một địa điểm có thực tại Anh Quốc. Có vẻ như phần game mới nhất thuộc dòng Assassin's Creed vẫn giữ lại những yếu tố chơi tương tự người tiền nhiệm Assassin's Creed Odyssey, bao gồm lựa chọn hội thoại cũng như việc góc nhìn ảnh hưởng tới cách kể chuyện của trò chơi. Có vẻ như những video rò rỉ đều được cắt ra từ cùng một bản playthrough, bởi video thứ hai xuất hiện trên Reddit vẫn lấy bối cảnh tại miền đông nước Anh, trong vai Eivor phiên bản nữ. Tại đây, Eivor phải đối đầu với Cordelia, một trong những người con của vua Larian. Con boss này có thể dịch chuyển tức thời trong vùng chiến đấu, gọi ra những tia sét và ném các bản sao chớp nháy của mình về phía kẻ địch. Theo những con mắt tinh đời của người hâm mộ, Valhalla sẽ có thêm những nhiệm vụ phụ cho từng khu vực trên map. Các trận chiến đánh boss sẽ sở hữu nhiều phase khác nhau. Nhân vật chính Eivor có 3 thanh đại diện cho Adrenaline, Máu và Stamina. Nhân vật chính có thể ăn nấm giữa các trận chiến nhằm tăng sức mạnh. Ngoài ra, người chơi có thể mở những kỹ năng mới với 3 phong cách khác nhau là Raven, Bear và Wolf. Assassin's Creed Valhalla không phải nạn nhân duy nhất thuộc Ubisoft phải đối mặt với sự cố rò rỉ khi người đồng nghiệp Far Cry 6 cũng đã không tránh khỏi bị lộ bối cảnh game vào ngày hôm qua. Trong Far Cry 6, người chơi sẽ vào vai Danny Rojas, một chiến binh du kích đang thực hiện nhiệm vụ được đưa ra bởi một tên độc tài. Bất kỳ ai sở hữu phiên bản PS4 của Far Cry 6 đều sẽ được Ubisoft tặng kèm một bản copy trên PlayStation 5. Theo tin rò rỉ, tựa game này sẽ lên kệ vào ngày 18 tháng 2 năm sau. Hy vọng những thông tin về gameplay kể trên sẽ không tác động quá lớn tới hình ảnh của phần game Valhalla nói riêng và series Assassin's Creed nói chung trong mắt người hâm mộ. Ta sẽ tạm gác lại những vấn đề liên quan tới rò rỉ thông tin game và đến với những thông tin khác vô cùng hấp dẫn sẽ có trong mục điểm tin sau đây. Thời gian vừa qua, cộng đồng fan Zelda Breath of the Wild đã trở nên sôi sục trước những thông tin về việc trò chơi này sẽ ra mắt phần 2 sớm hơn dự định. Những đồn đoán kể trên xuất phát từ một cuộc phỏng vấn với diễn viên lồng tiếng Tây Ban Nha cho Reveille và Zelda. Trả lời phỏng vấn, Mark Navarro và Nerea Alfonso đã chia sẻ rằng công việc của họ trong phần 2 của game đã hoàn thành. Việc thu âm lồng tiếng cho nhân vật luôn là một trong những công đoạn cuối cùng trong quá trình sản xuất. Vì vậy, ngay sau khi nghe được câu trả lời trên, cộng đồng mạng tin chắc rằng Zelda Breath of the Wild 2 sẽ có lịch ra mắt ngay trong năm nay. Tuy nhiên, ít ai biết rằng cả Mark và Nerea đều không hề nghiêm túc khi trả lời câu hỏi. Bộ đôi đều chỉ đang đùa về công việc của cả hai tại phần tiếp theo và đã có sự nhầm lẫn trong việc dịch lại từ phía nhà sản xuất. Cho đến hiện tại, chúng ta vẫn chưa có bất kỳ thông báo nào về ngày ra mắt, ngoài thông tin Zelda Breath of the Wild 2 sẽ xuất hiện trên hệ máy Nintendo Switch. Tài khoản Twitter chính thức của Cyberpunk 2077 dạo gần đây đang cực kỳ chăm chỉ tiết lộ các nội dung xoay quanh game nhằm hâm nóng sự mong chờ từ người hâm mộ. Mới đây nhất, 3 công dân tiếp theo thuộc Night City đã xuất hiện với diện mạo cực kỳ mạnh mẽ và lạ mắt. Đầu tiên là Evelyn Parker. Trí tuệ và tham vọng của Evelyn khiến cô không ngừng đòi hỏi từ cuộc sống. Với mong muốn trở thành diễn viên chuyên nghiệp đi kèm với cái đầu mưu mẹo, cô đã bước chân vào Dollhouse. Evelyn thuộc The Mox, một băng nhóm được thành lập vào năm 2076, sau cái chết của bà chủ câu lạc bộ thoát y có tên Elizabeth Lizzie Borden. Băng nhóm này hiện đang được cầm đầu bởi Judy Alvarez, với tiêu chí bảo vệ những cá nhân trong nghề. Hai nhân vật tiếp theo có tên Mr. Goldhand và Mr. Jenkins. Tuy Mr. Goldhand vẫn là một bí ẩn, thì chúng ta có một ít thông tin về Jenkins khi hắn từng là sếp của nhân vật chính V trong Corporate Life Path. Được biết, Mr. Jenkins sẽ nắm một vai trò quan trọng xuyên suốt mạch truyện này. Designer cũ của Capcom, Ryosuke Yoshida, đã rời công ty để theo đuổi việc phát triển thế hệ game tiếp theo tại Sakura Studio, hãng game trực thuộc NetEase Games.
Yoshida thông báo việc này trên trang Twitter cá nhân của mình và chia sẻ thêm về dự định tương lai. Trong đó, anh xác nhận sẽ làm việc ở Nhật Bản cho đến khi virus corona được kiểm soát hoàn toàn. Yoshida đã làm việc tại Capcom được 12 năm với nhiều đóng góp cho các dòng game mang tính biểu tượng như Monster Hunter và Devil May Cry. Anh cũng xuất hiện trong mục Special Thanks của Resident Evil 5 ra mắt năm 2009. Từ giờ cho tới tháng 3 năm 2021, Capcom sẽ dục dịch công bố vô số tựa game lớn do hãng sản xuất. Ngoài ra, trò chơi viễn tưởng có tên Pragmata của công ty này cũng sẽ xuất hiện trên PS5, PC và Xbox Series X vào năm 2022. Chỉ chưa đầy một tháng sau ngày ra mắt đầy thành công của The Last of Us Part 2, Naughty Dog đã bắt đầu đăng tin tuyển nhân sự cho một dự án game với đồ họa thế hệ tiếp theo. Trên trang nhân sự của hãng, một vị trí liên quan tới Level Designer và Gameplay Animator đang được bỏ trống và tựa game tiếp theo Naughty Dog nhắm tới sẽ thuộc thể loại Single Player. Một bài đăng khác cũng đã xác nhận rằng nhà phát triển này đang hướng tới một sản phẩm cho dòng console thế hệ mới của Sony. Quay trở lại năm 2018, Naughty Dog từng xác nhận sẽ xây dựng một trải nghiệm đa người chơi dựa trên nội dung của The Last of Us Part 2. Trong khoảng thời gian này, cũng đã có nhiều buổi nói chuyện về việc mở rộng Uncharted The Lost Legacy, một phần game liên kết với bộ phim Uncharted hiện tại đang trong giai đoạn sản xuất. Có vẻ như Naughty Dog sẽ không ngủ quên trên chiến thắng của mình và sẽ tiếp tục tung ra những thông tin về các sản phẩm mới trong thời gian tiếp theo. Microsoft đang rất được lòng người hâm mộ khi có động thái cổ vũ các nhà phát triển từ bên thứ ba tham gia vào chính sách Smart Delivery của mình. Cụ thể, hãng này bày tỏ sự phản đối trước việc một số nhà phát hành muốn coi bản nâng cấp game từ Xbox One sang Xbox Series X như một bản DLC và dùng nó để móc túi người tiêu dùng. Tuy nói không cưỡng cầu việc tính phí của các studio game, Microsoft vẫn yêu cầu các nhà phát triển phải giảm giá thành sản phẩm cho những người dùng đã sở hữu game trên các hệ máy cũ. Một lựa chọn khác khi không tham gia Smart Delivery chính là mở bán bundle bao gồm hai phiên bản game tách biệt cho hai hệ máy. Đây cũng chính là phương pháp 2K Games áp dụng cho đứa con NBA 2K21 của mình trong thời gian vừa qua. Hiện tại, chúng ta đã có FIFA 21, Cyberpunk 2077, Destiny 2 và Assassin's Creed Valhalla nằm trong danh sách chấp nhận chính sách Smart Delivery của Microsoft. 250 triệu đô quả thực chẳng xi nhê gì so với khối tài sản trị giá 80 tỷ đô của Sony. Với số tiền này, Sony đã mua được cổ phần của Epic Games và có thể nói đây là một con số quá hời mà hãng công nghệ Nhật Bản chi ra để có được cái bắt tay với cái tên đứng đằng sau tựa game Fortnite đỉnh đám. Bước đi của Sony được giới công nghệ đánh giá là cực kỳ khôn khéo. Nếu nhìn vào tiềm năng, ta có thể đưa ra vô số nhà phát triển khác. Vậy vì sao Sony lại chọn Epic Games vào thời điểm chỉ vài tháng trước khi mở bán PlayStation 5? Ta sẽ cùng khám phá những dự định của công ty này ngay sau đây. Trong vài tháng gần đây, chúng ta đã được chứng kiến những minh chứng cho thấy mối quan hệ tích cực giữa hai ông lớn làng game là Sony và Epic Games. Nổi bật nhất chính là việc Epic cho ra mắt bản demo đầu tiên của Unreal Engine 5 chạy trên chiếc console thế hệ mới PlayStation 5. Tin vui tiếp tục xuất hiện khi trong buổi họp cổ đông vừa qua, Sony đã chấp nhận mua lại cổ phần trị giá tương ứng 250 triệu đô tại Epic Games, một tay giúp mở rộng sự hợp tác giữa hai cái tên hàng đầu trong ngành công nghệ và nền giải trí kỹ thuật số. Cho tới hiện tại, với sự góp sức của Sony, Epic đã kêu gọi được 1,83 tỷ đô tiền đầu tư cho những dự án tiếp theo của mình. Sony cũng sẽ nắm trong tay 1,4% cổ phần của cha đẻ Fortnite. Trong bản báo cáo cuộc họp, cả Sony lẫn Epic đều có chung tầm nhìn là tạo ra những trải nghiệm tương tự show âm nhạc đầy sôi động của rapper Travis Scott trên nền tảng Fortnite vào tháng 4 vừa qua. Có vẻ như trong tương lai, fan hâm mộ sẽ được chứng kiến buổi hòa nhạc hay điện ảnh được công chiếu trên nền tảng game của Sony một cách thường xuyên, bởi hãy nhớ rằng ông lớn này cũng sở hữu hai công ty tuy nhỏ nhưng có võ là Sony Pictures và Sony Music. Sony sẽ trở thành cổ đông thiểu số cho Epic Games với số tiền 1/4 tỷ đô và dưới danh nghĩa này, công ty Nhật Bản vẫn sẽ không tác động quá nhiều tới công việc nội bộ nhà Epic. Fan hâm mộ có thể thả lỏng hoàn toàn bởi các sản phẩm do Epic Games sản xuất không nằm trong danh sách độc quyền của PS4 và sẽ tiếp tục xuất hiện trên các nền tảng chơi game khác nhau. Tuy nhiên, bản hợp đồng này vẫn mang những ý nghĩa nhất định khi Sony đang cần thêm rất nhiều đồng minh để chuẩn bị cho trận chiến console thế hệ mới đầy cam go của hãng đối đầu với Microsoft. Và những thông tin liên quan tới Sony hay Epic Games cũng đã khép lại cho số Fake Game News của ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay thông tin nào thú vị, đừng quên chia sẻ cho chúng mình ở phần bình luận hoặc inbox trên fanpage của Fake Game. Như thường lệ, nếu thấy video này hay và hữu ích, đừng quên nhấn like và share. Còn nếu như đây là lần đầu bạn đến với Fake Game, hãy nhấn nút subscribe và nút chuông thông báo. Mình là Vô Lý và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.